Mình chia xong đơn cho khách đặt thì mình còn dư hai cái em Son Kiko này. Son này là hàng của Pháp nha mọi người. Đây mình quay xương xương cho mọi người xem cái vỏ của Son ha. Hàng rất là xịn nha cả nhà. Hàng mình order về nhưng mà sau khi order thì mình trả cho khách xong mình còn dư hai thỏi. Cái màu này nó đẹp lắm mọi người. Màu đỏ nhung đó. Nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Đây là cái cây thỏi son bên trong nè cả nhà. Đẹp chưa? Cái màu vàng nhìn cực kỳ sang luôn ha mọi người. Đó. Nó không phải là trơn hết mà nó có cái giống như hình tam giác đó. Cho nên nó rất là ánh khi mà mọi người chiếu đèn vào nè, cầm giống như là một cái thỏi vàng vậy đó. Và cái màu bên trong của em nó nè. Trời ơi, xịn sò chưa mọi người. Nó đẹp kinh khủng luôn nha. Và cái này là màu màu đỏ nha, đỏ đậm luôn đó cả nhà. Cái này mà đánh đi tiệc thì bao sang bao xịn luôn ha. Sau này nó có một cái mùi thơm rất là nhẹ nha mọi người. Và trên thanh son có ghi cái hãng nè, Kiko nè cả nhà. Mọi người cứ search son Kiko của Pháp là sẽ ra các dòng son đình đám của cái hãng này nha cả nhà nha. Và sau khi trả hàng cho khách xong thì mình còn dư hai thỏi, ai muốn lấy thì nhắn cho mình nha. À, cái nắp này là cái dạng nam châm nữa đó, mọi người thấy không, nó tự hít vô nè đó, rất là xịn luôn ha cả nhà. Mình còn hai cây nha. Màu rất rất đẹp luôn nha mọi người. Lát nữa mình sẽ chụp cái màu son Kiko này khi lên môi ở trên cái phần comment cho mọi người thấy cái son này nó màu như thế nào khi lên môi nha mọi người ơi. Có hai cây thôi cho nên tranh thủ ha. Rất là rẻ luôn. Thực sự rất là rẻ. Rồi mình xin chào cả nhà nha.